Awkwafina. Cùng tái sinh chai nhựa, trở thành thành viên của cộng đồng sống xanh và sở hữu những đặc quyền thời trang riêng biệt. Awkwafina, sải bước cộng đồng sống xanh. Awkwafina. Em cứ tưởng là sinh nhật của anh Tùng trước kia. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đây. Đâu xin sao? Mời phòng máy tiếp tục chuyện cho cả nhà. Happy birthday! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ạ? Ai sẽ đăng quang? Ai sẽ đăng quang? Dạ, đăng xin quang? Mời chúng ta đứng quay lại coi ai đăng quang tiếp theo ạ. Và quán quân của mùa tiếp theo. Quán quân thứ hai. 10, 9, 8, 7, 6. Trời ơi, phòng máy này làm mồi phòng quá. 5, 4, 3, 2, 1. Thực sự là rất là vui mừng, rất là tự hào. À, ngày hôm nay, Vân Hoàng, Tuấn Anh đều là những thành viên đã có rất là nhiều năm gắn bó với Multimedia GSC và cùng có sinh nhật vào tháng 11. Mời nhạc nổi bật lên nè. Có lẽ là một cái ngày hạnh phúc nhất của đại gia đình Multimedia GSC. Đằng sau có cả những hậu phương rất là vững chắc đã giúp cho các bạn Vân Hoàng và Tuấn Anh đã có rất nhiều thời gian để cống hiến cho các chương trình của Multimedia GSC. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc mừng sinh nhật hai cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của chị Trang, Vân Hoàng và Tuấn Anh. Chúc mừng sinh nhật và cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả gia đình hậu phương vững chắc của cả hai bạn. Anh có muốn nói gì với bà xã Vân Hoàng? Vân Hoàng không biết nói gì. Vâng, không nói gì không nè. Em thật sự là quá bất ngờ luôn, em không biết cái này trong kịch bản luôn. Em cứ tưởng là sinh nhật của anh Tùng tiếp theo. Em cảm ơn chị Giang, cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho em bất ngờ của anh. Thật sự là chị vô cùng là bất ngờ. Chị cứ không, thật sự là không thể đoán được là mọi người lại có thể nghĩ là sinh nhật chị kết hợp cùng với sinh nhật Tuấn Anh như thế này. Và đặc biệt hơn là khi mà tự nhiên lại có chồng và các bạn trẻ con đến nữa thì thực sự sinh nhật năm nay là một cái sinh nhật nhiều niềm bất ngờ đối với chị. Awkwafina diện mạo mới, chai nhẹ hơn, vị ngon của sự tinh khiết. Thỏa sức thăng hoa, sải bước phong cách xanh, hương Awkwafina.